À, xin chào các bạn, vậy là mình vừa hoàn thành xong một Pomodoro và đây là cái phương pháp đã giúp mình tăng hiệu suất quản lý thời gian lên gấp 3 lần và mình mới áp dụng gần đây thôi. Pomodoro là gì? Trong tiếng Ý nghĩa là quả chua. Nó được sáng tạo bởi một lập trình viên người Ý từ năm 1980 và cái phương pháp này đã giúp anh ấy quản lý công việc thời gian hiệu quả hơn và tăng năng suất lên gấp 3 lần. Và mình cũng là một lập trình viên và mình đã thử áp dụng phương pháp này trong thời gian ngắn và mình thấy cực kỳ hiệu quả. Chính vì thế hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái phương pháp Pomodoro này. Cái phương pháp này có 5 bước. Bước thứ nhất là các bạn phải xác định công việc của mình và chia nó thành các khoảng thời gian 25 phút. Nếu như công việc của bạn thời dài hơn thời gian 25 phút thì hãy chia nhỏ nó ra thành một nửa và làm thành 25 phút. Còn nếu công việc ngắn hơn 25 phút thì hãy dành thời gian khoảng còn lại 25 phút để đánh giá lại công việc vừa làm xong xem làm được nữa. Đấy, bước thứ hai là đặt bộ thời gian. Ở đây mình lo quả cà chua lại nhưng mà thép. Cái này mình sẽ nói sau. Các bạn vặn đồng hồ lên thành 25 phút. Đấy, và lắng nghe những tích tắc của nó như các bạn sẽ nghe đầu clip ấy, tích tắc tích tắc. Cái này làm cho cảm giác của mình luôn đã gọi là tập trung vào công việc, sâu hơn vào công việc và không bị sao nhãng mà luôn luôn tập trung vào lúc 25 phút đấy là mình hoàn thành xong công việc xác định đầu. Tức là lúc xác định công việc ấy, mình đã cắt nhỏ 25 phút rồi và mình tính được rằng trong thời gian 25 phút đấy mình phải làm xong. Nếu dài quá thì chia đôi nó ra. Và bước thứ ba là họ phải tập trung hoàn thành trong 25 phút, tập trung không internet, không điện thoại, không Facebook, không một cái gì cả ảnh hưởng đến bạn cả. Nếu như có một cái gì đó làm gián đoạn cái 25 phút này, các bạn phải bắt đầu lại 25 phút từ đầu. Bởi vì sao? Theo một nghiên cứu thì người ta thấy rằng là nếu mà các bạn bị gián đoạn trong công việc ấy, thì phải mất 15 phút các bạn lại nhịp độ công việc đó. Bước thứ tư là sau khi hoàn thành 25 phút thì hãy nghỉ 5 phút. Đó, nghỉ 5 phút và thoải mái gần như kiểu thừa cho mình một khoảng thời gian, có thể là trò chuyện rồi thì nhắn tin hay là flirt Facebook. Thứ năm, nó lặp lại chương trình Pomodoro này một lần nữa. Cứ 25 phút lại nghỉ 5 phút. Cứ 4 Pomodoro này mình sẽ nghỉ từ 15 đến 30 phút để làm gì đó thích, thú vị cho bản thân. Có thể là đi chơi hoặc là đi vòng quanh một vòng hoặc là trăm cây hoặc gì đấy. Đại khái là mình có một khoảng thời gian đấy để mình thưởng nó cho 4 mốc Pomodoro vừa hoàn thành. Đấy, thì các bạn sẽ thấy tập trung cũng rất là nhiều. Thứ hai là áp dụng cho ai? Cho các bạn là quản lý công việc kinh doanh của mình, cho các bạn lập trình viên, đặc biệt là lập trình viên. Ngày xưa mình cũng làm lập trình viên rồi, mình rất hay bị sao nhãng vào công việc linh tinh. Cho nên là với phương pháp này, bây giờ mình không làm lập trình viên nữa, nhưng mà mình thấy rằng phương pháp này ngay áp dụng bất kỳ công việc nào của mình, kể cả những việc dựng video này. Mình mất mấy tháng nay mình không làm video rồi đấy, nhưng mà từ lúc mình áp dụng công thức này thì trong ngày hôm nay thôi mình đã làm được 3 video như này rồi. Áp dụng cho các trẻ em học bài, các bạn có thể là vặn đồng hồ và cho 25 phút để làm xong một bài tập. Sau đó được nghỉ 5 phút để giải lao, để uống nước, để ăn hoa quả. Sau lại 25 phút cứ như vậy. Hoặc là 25 phút 2 bài. Thì các bạn có thể khuyến khích trẻ là làm bài tập trong vòng buổi tối và tăng giờ tập trung. Vì mình chỉ có 25 phút tập trung thôi, thật tập trung. Sau khi tập trung xong mình được nghỉ giải lao. Đó là cái mà làm cái động lực cho mình để mình tập trung làm. Thì các bạn hãy thử áp dụng phương pháp này nhé. À, nói về cái quả này. Quả này là một quả cà chua, đúng là quả cà chua bằng nhựa ấy, thì nó có giá khoảng tầm 30-50 nghìn. Còn quả chua bằng còn quả này, áng thép này nó có giá khoảng 90-150 nghìn. Các bạn có thể mua trên Shopee, Lazada hay là gì đấy. Mình để link ở dưới này, các bạn click vào mua cái quả này. Hoặc có một số phần mềm nó cũng như này thôi, nhưng mình không thích phần mềm. Cái gì quả cơ nó thích hơn. Vặn phát để bên cạnh nghe tích tắc. Nó cảm giác nó thú vị lắm. Mình phải tập trung hoàn thành, tập trung để hoàn thành xong 25 phút để xong việc để được nghỉ. Đó. Thế thì nếu các bạn thấy phương pháp này hay, làm áp dụng thử mà thấy hiệu quả thì hãy chia sẻ video này cho mọi người. Chúc các bạn làm đạt thành công trong công việc của mình. Và hãy nhấn subscribe và thông báo nhé. Cảm ơn các bạn.